Thông tin tiếp theo về vụ việc hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết sẽ khởi tố vụ án này để điều tra làm rõ vụ việc. Vào sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đến nhà chị Nguyễn Thị Bé Đào, 25 tuổi, ngụ tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức để tìm kiếm các tang chứng trong vụ việc hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ. Ngày hôm qua, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao cũng đã đến nhà chị Đào tìm kiếm vật chứng nhưng không phát hiện được bất cứ chai thuốc nào trong vườn hay là ngoài vườn. Trước đó, thì anh Huỳnh Quốc Bảo, 33 tuổi, quê An Giang là chồng chị Đào cho biết hai con của anh nói đã bị mẹ tiêm thuốc vào người tại lô cao su ở gần nhà nên anh Bảo đã trình báo công an. Trên cơ thể của hai cháu Quốc và em, nơi nghi bị tiêm thuốc đều có vết thương bị hoại tử. Vì vậy, cơ quan công an đã đề nghị chị Đào đưa hai tay để xem xét dấu vết. Chị Đào có vén áo cho mọi người xem cánh tay phải của mình, nhưng khi yêu cầu cho xem luôn tay trái thì chị Đào không chịu. Chị Đào vẫn khẳng định với công an là mình không tiêm bất cứ thứ gì vào cơ thể của hai con trai là Huỳnh Văn Quốc 7 tuổi và Huỳnh Quốc em 2 tuổi. Hiện nay thì một cháu đã tử vong.